Xin chào tất cả các anh đã trở lại với kênh của em. Rất mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các anh bằng cách là chốt mã sản phẩm mình yêu thích, like và đăng ký kênh giúp em. Quy cách mua hàng bên em là các anh chuyển khoản thì em sẽ bao ship, còn ship code thì phí vận chuyển các anh thanh toán cho vận chuyển giúp em. Thời gian các anh nhận được hàng trung bình là 5 tới 7 ngày thì hôm nay em sẽ lên tổng cộng là 25 mã sản phẩm. Em xin phép lên mã đầu tiên của ngày hôm nay ạ. Và mã đầu tiên ngày hôm nay đó chính là một bộ cần lực đồng hồ ha. Bộ này thì nó sẽ full hộp, full bao như thế này cho các anh luôn nha. Đó, còn rất là mới và đẹp. Cây này là hàng của Mỹ giúp em ha. Đây nó có cái kết xốp đồ để cho mềm mại để mình làm nó không có bị cắn các kiểu này ha. Đó, thì đây là cái cây thân chính của nó. Thì các anh thấy là về phần ngoại hình con này là vẫn còn rất là ok, ngon lành cành đào để mình có thể là làm việc và sử dụng ha. Đó. Đó thì như các anh thấy là đối với con này cái đầu ở đây của nó sẽ là đầu đầu đây là dạng đầu 1/2 nha các anh. Con này sẽ là đầu 1/2, hàng còn mới cắn rất là đẹp nè. Đó, đây các anh thấy là mới bóng gương luôn nè. Đó, tay cầm là gọi là chống trượt luôn, êm ái để khi các anh cầm làm nó thỏa mãn cái công việc của mình nó tốt nhất ha. Thì ở đây đây các anh thấy rõ nhất ở đây là made in USA nè. Đó, nó sẽ có hai cái hệ để các anh có thể làm. Một là Newton made thì cái hệ này gọi là thông dụng rồi, và một hệ là foot bao để anh nào làm những cái mỡ mà size ốc châu Âu các kiểu á thì mình xài hệ foot bao cũng được ha. Còn nào size bình thường thì Newton made. Ở đây nó có đầy đủ rồi để các anh có thể làm và sử dụng ha. Đây là nó có những cái con kim này. Kim để mình có thể điều chỉnh điều khiển đồ ha. Đó. Đây, mặt đồng hồ này. Mặt đồng hồ này thì khi anh xoay này cái kim cam này nó sẽ chạy này. Đây, các anh thấy này. Đó, nó sẽ chạy ha, điều chỉnh cái con số 0. Còn cái cây này này thì nó sẽ điều chỉnh là cái con kim màu xanh ha. Đó, thì đối với cái con cần lực đồng hồ này nó giúp các anh có thể là cân lực nhanh được, cân lực nhanh và chính xác được ha. Cái thứ hai là trong bảo trì các kiểu đó thì các anh của mình có thể đo lường lực các kiểu dùng con này, nó cũng rất là tiện luôn ha các anh. Đó thì mấy cái dòng cần lực này vừa trong bảo trì vừa trong hoạt động đều ngon hết. Thì anh nào mình thích mấy cái dòng cần lực đồng hồ, đặc biệt là những con hàng của Mỹ đẹp full hộp, mà chốt giúp em con này ha. Đó, anh cần lực đồng hồ mã số 1 giúp em nha các anh. Con này mã số 1 thì nó sẽ dài tổng mã số 2. Mã số 2 là một con cưa của nhà ARS nha các anh. Dòng này là một con cưa xếp dài tổng 41 cm. Đối với dòng này các anh có thể là mình gọi là cưa cành tươi cành khô đều được ha. Thì các anh coi các cái phần răng lợi của con này đều còn rất là ok để mình có thể làm việc và sử dụng nha các anh. Đây các anh có thể thấy ạ. Đó. Dạ rồi. Con này mã số 2 nha các anh. Mã số 2 giúp em. Giá là 250.000 nha các anh. Mã 2 250.000 ạ. Và mã số 3 là một con sủi. Dòng này là con sủi của nhà Banco Ego, một dòng cao cấp của nhà Banco Thụy Điển ha các anh. Banco Ego. Con này thì nó sẽ có một cái đầu đầu nắm ở đây để trợ lực thêm cho các anh này. Đó. Ví dụ như là đôi khi gặp những cái gọi là những cái sơn hoặc là những cái vết khó cạo đó thì các anh có thể cầm ở đây để mình trợ lực thêm để mình có thể cạo được ha các anh. Đó. Rất là hay ha. Con này khá là hay luôn. Hàng của Banco này, made in Sweden này, các anh thấy. Và đây là cái phần lưỡi của nó nha các anh. Đây là phần lưỡi của nó. Thì đối với cái phần lưỡi con này các anh thì ví dụ như là nó cùn á thì mình đều có thể mài được, và nó có hai mặt lưỡi này, bên đây một nữa là hai này. Đó, cái bên nào cùn thì mình lại xoay ngược lại là mình mài, mình giũa tiếp là được ha, mình bào tiếp là được. Đó, sủi, nó dạng là con sủi đó. Tổng chiều dài là 25,5. Đây, cái phần lưỡi đây của nó thì tầm khoảng là 6 cm ha. Mã số 3 giúp em. Con này giá là 280.000 ạ. Mã 3 280.000.
Dạ, mã số 4 là một con dũa cực kỳ chất lượng. Dòng này là dũa kim loại nha các anh. Con này là dũa kim loại, các bề mặt còn rất là đẹp luôn nè. Các anh có thể thấy nè, các cái đường dũa của nó là bao ngon cho các anh ha. Mới xịn ngon để mình có thể làm việc. Trời ơi, con này xuất sắc nha. Đây là một con dũa đến từ Mỹ giúp em ha. Nhìn nó khá là vintage luôn ha các anh. Đây, đó, Flash Mood nè. Con này là hàng của Mỹ nè. Đấy, các anh thấy không? Đây, Made in USA này, đó, hoặc là Saudi nó cũng có này các anh. Đây, Saudi nó cũng có này, nó có đầy đủ các cái thông số để mình có thể quan sát luôn ha. Con này là hàng mới và đẹp giúp em nha các anh. Tổng chiều dài của nó sẽ là 36,5 với cái phần lưỡi của nó lên tới tầm 25,5 cm, tính từ đây tính lên nha các bạn, tính từ đây tính lên khoảng tầm 25,5 cm. Đó, con này mới và đẹp, các đường dũa ngon, mã số 4 ha. Con này giá của nó là 430.000 nha các bạn, mã 4 430.000 ạ. Dạ, mã số 5 là một con kìm đa năng, dòng này hay còn gọi là kìm con cá với hai nấc để các anh có thể kẹp hoặc là xoay vặn đều được. Dòng này đến từ nhà SK11 ha. Size của nó thì tầm khoảng là 20,5 cm nha các anh. Đó, bên trong các cái phần răng lợi là còn rất là ok, ngon lành cành đào để các anh có thể làm việc và sử dụng ha. Đây, các anh có thể thấy này, đó, nó sẽ có hai nấc để mình có thể kẹp vặn được. Mã này tay cầm rồi là vẫn còn ok, ngon lành ha, răng lợi các kiểu tốt. Mã số 5, dòng này giá của nó là 180.000 nha các anh, mã 5 180.000. Và mã số 6 là một con búa của Swin. Dòng này là hàng của Mỹ giúp em nha. Các anh có thể thấy ở đây của nó nè, US nè. Đó, hàng của Mỹ nha. Và con này là thuộc cái size lớn giúp em chứ không phải là size nhỏ đâu các anh. Cái size đầu của nó rất là dài và lớn để các anh có thể gọi là đập cái kiểu rất là khỏe ha. Con này thì nó chỉ có cái phần tay cầm kén, đây cái tay kén của nó ở đây thì nó hơi không có được đẹp bằng thôi ha các anh. Đó, đây S-Win nè, nó hơi không có được đẹp bằng thôi nè, nó có những cái vết này, nó giống như nó cái bị nó hơi bị rách, bị thiêu gì đó thôi. Nói chung là nó cũng không có phải là để mình là không hoạt động được cái gì, tại vì nó cũng không có quan trọng lắm đâu các anh. Đó, mình cầm mình đập thì vẫn rất là ok nha, không có. Tại vì á, cái con này á, các anh, là cả cái phần kén, phần lõi hết là full thép hết của nó luôn. Nó cực kỳ khỏe nha các anh. Đó, nó dạng là cái dòng mà full thép hết. Và các anh coi cái đầu của nó này, cái đầu size này là size lớn nha. Đây, để em mở này, từ chiều dài của nó là 32,5 và cái đầu này nó đã dài lên tới 15 cm rồi các anh, 15 cm, hàng của Mỹ nha. Đây là các cái phần đầu đóng của nó này. Đây. Đó, đầu đóng của nó là vẫn còn ok, ngon lành cành đề để mình có thể làm việc và sử dụng ha. Đây, các cái đầu đóng này. Dạ rồi, con này mã số 6 giúp em nha các anh, con số 6 mã búa Esquin US ha. Đó, con này ngon lành cành đào nha. Mã này số 6 giá của nó là 450.000 giúp em ạ. Mã 6 450.000. Dạ, mã số 7 là một con kìm tút dây, dòng này của nhà Engineer, nhưng mà dòng này thì nó sẽ được sản xuất tại nhà máy của Nhật Bản ha các anh, Taiwan ha. Đấy, cái hãng Engineer này nó sẽ đặt các cái nhà máy thì nó sẽ đặt ở đây một Taiwan, và các anh biết là những cái chất lượng của Taiwan thì nó gọi là cao rồi chứ không phải là hàng đánh đồng với hàng Trung Quốc được nha các anh. Đó, và cái này nó đặt nhà máy thì cả chất lượng các kiểu thì đều là ok hết ha, và nó sẽ xuất qua các thị trường, nó sẽ xuất lại về cái thị trường mẹ là Nhật Bản hoặc là các cái nước khác như Mỹ, châu Âu nè. Đây, các anh thấy này, quality này, certificate này, giống như kiểu là cái chất lượng đạt chứng nhận, nó đạt chuẩn ha các anh. Đó, cái này nó sản xuất tại Đài Loan ha, Made in Taiwan ha. Đó, và con này thì như các anh thấy là vẫn còn rất là mới và đẹp luôn. Đấy, các anh thấy đặc biệt là ngay cái phần cái lưỡi đây này. Lưỡi con này là còn rất là đẹp nha các anh. Đó, đây. Đây các anh thấy không ạ? Đó, đây cái lưỡi của nó này. Còn mới cắm luôn nha các anh, lưỡi còn mới cắm, và các anh nhìn ngay cái phần lưỡi cắt đây này. Con này là vừa cắt vừa tốt, hai trong một ha, hai in một, vừa cắt đây là tốt thì dưới đây là cắt luôn nè. Lưỡi cắt đẹp, không có bị dăm, không có bị sứt mẻ bất cứ điều gì hay các anh, ngon lành cành đào. Đó,
để canh có thể làm việc và sử dụng ha. Đó. Dạ rồi, con này mã số 7 giúp em ha. Con kim cắt tốt 2 trong 1, giá là 380.000 nha các anh, mã số 7 380.000 ạ. Dạ mã số 8 là một cặp kìm kẹp ha các anh. Trời ơi, cặp này nó giống như là một cặp cảo kẹp của Betsy, đẹp như mới luôn các anh, xuất sắc chưa ạ. Trời ơi, con này là một cặp cho các anh luôn ha, hàng cực kỳ đẹp của nhà Betsy Germany. Nói về các cái dòng kìm kẹp cảo thì mình không thể nào mà không nhắc tới cái thương hiệu Betsy này, nó quá là nổi tiếng. Các anh thấy, trời ơi, hai con này nó là đẹp xuất sắc, đẹp như mới luôn nha các anh. Đây các anh thấy không ạ? À? Đó, xuất sắc chưa? Thì bây giờ em sẽ lên một cây để các anh có từng cây ha, để em có thể dễ dàng quan sát, tại vì hai cây nó như nhau. Thì đối với các cái dòng kìm kẹp cảo này, nó sẽ giống như là một cái cảo kẹp với các anh, nó kẹp rất là chắc và cái của nó rất là khỏe. Các anh có thể dùng để mình gọi là mình kẹp các cái chi tiết nó nối lại với nhau, nó hàn lại với nhau được ha, hoặc là kẹp gấp các cái chi tiết, và nó chịu được một cái lực moment xoắn lớn ha các anh. Đó, nên là khi mà các anh kẹp thì nó không có bị bung, nó cứ cơ chế, nói chung có con kìm chết vậy đó các anh, nó cấu chặt vào luôn ha. Đó, thì đây nó sẽ có cái ngàm rộng, con này thì cái ngàm rộng của nó khoảng tầm là 10 cm ha các anh, và sâu độ của nó thì khoảng tầm là 6 cm. Tổng chiều dài của mã này là 25 cm giúp em. Các anh coi nè, bên trong nè. Đấy, răng lợi xuất sắc chưa ạ? Trời ơi, răng lợi. Trời ơi, con này như chưa xài luôn hay sao các anh. Đẹp nguyên ha. Con này không đẹp không lấy tiền nha các anh, không đẹp rồi các anh trả về lại cho em nha. Trời ơi, xuất sắc lắm ạ. Hoạt động ngon nè, các tay cầm các kiểu là êm hết ha. Đối với những cái dòng kìm kẹp này là em phải nói là cực kỳ chất lượng này. Con nào cũng vậy luôn, hai con nào cũng đẹp hết nha các anh. Đây ạ. Đây các anh thấy không? Răng lợi này. Đó. Đây. Cực kỳ là ok ha. Đó, con này thì em sẽ ưu tiên là bán cặp ha, em ưu tiên là bán cặp nha. Đó, anh nào mua cả cặp thì em ưu tiên em bán. Cả cặp thì giá thành thì nó sẽ em để giá nó tốt hơn ha. Một cặp của nó mã số 8 này. Đó thì các anh mua, mình mua một cặp luôn để mình xài cho nó, gọi là nó chất lượng cho nó ok nhất ha. Nó không cần phải đi mua đâu nữa, cứ tới em mà mua một cặp là ok. Mã 8 giúp em nha. Đó. Và mã số 9 là một con thước kê góc ha. Dòng này là thước kê góc của nhà Shinhwa giúp em nè, made in Japan. Thép của nó là phần thép không rỉ. Thì đối với những cái họa tiết ở trên thân này, nó sẽ đều được khắc vào trong cái phần thước này. Nó giúp cho cái con thước này nó trở nên xịn hơn, nó không có bị phai giống như những cái con khác ha các anh. Đó. Và có đế ha. Dòng này thước dạng kê góc nó 45 nè, 120 trong ngoài đầy đủ nha các anh. Mã số 9 giúp em. Con này giá là 180.000 nha các anh, mã 9 180.000 ạ. Dạ, mã số 10. Mã số 10 là một cái đai chuyển để mình gắn vào trong các cái vòi xịt nước này, các anh thấy không? Đây nè, nó để mình gắn ra các cái ống này ha. Đó, nó có khá là nhiều các cái tính năng ở đây các anh thấy nè. Gắn vào vòi cũng được để nó nối với cái ống đó các anh. Đó. Rồi cái này nó gắn vào trong cái vòi tưới luôn để đều được ha. Đây các anh thấy nè. Đó. Con này thì hàng mới 100%, nó là hàng của Nhật đó các anh, mà nó sẽ được sản xuất tại Đài ha, Taiwan ha. Đó. Đó, những cái nước này thường có đặt nhà máy đây thì nó sản xuất xong nó sẽ trả lại về bên Nhật lại. Đây là các cái hướng dẫn sử dụng đầy đủ ha. Đó, đường kính phi gì là 12, 15 gì đây, 13, 15 đầy đủ đây. Con này mã số 10 nha các anh, giá của nó là 80.000 giúp em ạ, mã 10 80.000. Dạ, mã số 11 là một con kéo cắt ống ha. Mã này là kéo cắt ống của nhà MCC, nó sẽ cắt tối đa là phi 42 giúp em. Chưa nói về các cái tính năng thì trước hết mình sẽ đi về các cái phần ngoại hình. Như các anh thấy, ngoại hình của các cái con này còn rất là đẹp ha. Đó, sơn đồ sữa các kiểu là ngon lành cành đào hết, hàng của MCC Nhật Bản nha các anh. Đây, khi mà mình mở lưỡi ra thì các anh thấy nè, đó, con này các cái phần lưỡi là còn ok, hoạt động tốt để mình có thể làm việc và sử dụng ha. Nó cắt tối đa là phi 42, lưỡi ngon giúp em nha. Đó,
Con này mã số 11, giúp em kéo cách ống MCC hàng mới đẹp. Giá của nó là 350.000 nha các anh. Mã số 11 350.000 ạ. Và mã số 12 nha các anh. Mã 12 là một con thước dây. Dòng này là thước dây của nhà Stanley, dài tổng là 3.5 cm, tương đương là 12 feet nha các anh. Đây, nó sẽ là như thế này ha các anh. Đó, nó sẽ có cái này để các anh có thể khóa lại nè. Có cái nút khóa lại nè. Hàng made in USA ha, hàng của Mỹ nha các anh. Đó. Các cái số thì vẫn còn rất là rõ, số này không có bị mờ, bị nhòe gì hết trơn nha các anh. Đó, hàng của Mỹ. Con này mã số 12 giúp em, giá của nó là 250.000 nha các anh. Hả, hàng của Mỹ ha. 12 250.000. Dạ, mã số 13 là một con kìm của nhà Kerlin Tool ha các anh. Dòng này là thuộc những cái dòng đời đầu của nhà Kerlin này các anh thấy không? Đó. Hàng USA nên đó. Những cái con này thì những cái dòng này thì nó sẽ được gọi là nó được khắc chìm dưới cái phần thân của nó ha. Đó. Của USA, hàng của Mỹ giúp em. Con này thì bên trong răng lợi đều còn rất là ok, ngon lành cành đào để các anh có thể làm việc và sử dụng ha. Đây, đây phần lưỡi cắt rồi còn rất là khít và ngon. Nó chỉ có một cái nhược điểm là ngay cái chỗ này thì nó hơi bị sứt là chút xíu, nhưng mà nó không có bị ăn vào trong các cái chỗ yếu điểm đâu. Tại vì cái chỗ này thì nó là cái phần dày nhất đó các anh, nó phần dày nhất ngay cái phần thân nên là không có vấn đề ha. Đây, hơi sứt chút xíu. Tổng chiều dài mã này sẽ là 18,5 cm. Con này dài 18,5 cm ha. Mã 13 giá là 380.000 giúp em ạ. 13 380.000. Dạ, 14 là một con kéo cắt tôn cộng lực. Dòng này là đến từ nhà ProSnip, một thương hiệu của Mỹ ha các anh. Đây, ProSnip là cái dòng này thì gọi là xuất sắc rồi ha các anh. Hàng của Mỹ giúp em này, made in USA, ngon lành cành đào. Con này sẽ là một cái kéo cắt tôn lưỡi thẳng giúp em. Đó, đây. Khi mà mở ra thì như các anh thấy là ngay cái phần lưỡi cắt của nó luôn, các anh có thể thấy là lưỡi cắt con này còn rất là đẹp luôn, không có bị sứt mẻ hoặc là không có bị dăm giết gì hết nha các anh, ngon lành cành đào. Đó, và cái hệ thống lò xo cộng lực của nó ở đây, ở phía đây đây, thì nó sẽ giúp các anh kiểu là khi mà mình cắt, mình làm việc đó các anh, đó, nó sẽ êm hơn, nó trợ lực thêm cho mình cắt nó đồng tay hơn nha các anh. Đó, hàng của Mỹ. Với tổng chiều dài của mã này sẽ là 26 cm giúp em. 26 cm, con này mã số 14 nha các anh. Mã số 14, giá của nó là 400.000 ạ. Mã 14 400.000 giúp em. Và mã số 15 là một con vò xịt nước của nhà San A ha các anh. Đó, con này vò xịt nước của San A nó phun thép. Con này dòng này là phun thép. Tổng chiều dài của mã này sẽ là 15,5 cm, tổng 15,5 cm. Các cái chốt, các cái đấu ở đây là bằng đồng hết này các anh. Đó. Đó, thì các anh có thể điều chỉnh được các cái cường độ tưới theo vòi hoặc là theo tia ở ngay cái phần chấu này, cái phần chốt này ha. Đó, thì còn cái khóa này thì để các anh có thể khi mình tưới đó các anh, mình gạt cái này lên là nó tự động nó ở cái chế độ đó luôn ha, ở ngay cái phần cường độ đó luôn, thì mình rất là dễ làm. Con này mã 15, giá của nó là 280.000 nha các anh. 15 280.000 giúp em. Dạ, mã số 16 là một con taro tự động. Dòng này là taro của Đức giúp em ha, Germany. Đó, có rất là nhiều dòng taro tự động, nhưng mà cái dòng của Đức này thì em phải nói là nó rất là khỏe ha. Và cái size này, size lớn này, nó sẽ gắn mũi từ 8 cho tới 14 nha các anh. Nó gắn mũi từ 8 cho tới 14, hoạt động là ngon lành cành đào ha. Đó, đây, các anh xoay trái, xoay phải các kiểu đều là ok. Đây, khi mà các anh mình muốn mở cái chốt ra đây thì các anh sẽ mở cái này ra, thì nó sẽ là mở cái đầu để các anh có gắn cái mũi vô ha. Đó, đó ha. Đó, thì khi mình xoay, và khi mà các anh mà muốn mở cái này ra thì các anh để ở cái chế độ ở đây, ở chế độ đứng yên giúp em, rồi các anh mà mở ha. Còn ví dụ như các anh để chế độ xoay về thì mình không có mở được cái mở mũi ra được đâu, nó sẽ bắt đầu trở về cái chế độ xoay này, các anh thấy không nè ha, nó sẽ ở cái chế độ xoay nè, xoay trái xoay phải nè. Đó, thì khi mà các anh muốn mở mũi thì mình để đứng yên ha, thì nó sẽ dễ mở hơn. Con này mã số
À, và đối với những cái dòng này ha, khi mà các anh mở đó thì mình mở đến cái khóc của nó như thế này thôi nha các anh, mình đừng có nhấn xuống, mình mở lên như thế này là nó sẽ bị liệt, không có xoay được nha. Đó, chú ý giúp em nè. Đó, để như này, đừng có xoay như vậy là nó sẽ không có xoay được đâu ha. Đó thì khi các anh đấy thì nó sẽ đến cái nấc của nó như thế này thôi là ok nè. Đó, mình làm trong cái phần nấc của nó thôi là ok ha các anh. Đó, mã 16 con này giá là 430.000 nha, 16 430.000. Và mã số 17 là một con kìm chết đến từ nhà Josco, đây là một thương hiệu đến từ Nhật Bản ha. Thì các anh thấy cái dòng đây Japan này, các anh thấy không đó, con này thì hàng mới cắm luôn ha, đây hàng mới cắm, nó được bọc chrome bên ngoài đó, nó giúp cho cái con này nó đẹp, hạn chế được rỉ sét, hạn chế được cái việc gọi là oxy hóa ha. Size này size 8 in, trời ơi, hàng xuất sắc luôn, này người ta mua về chắc chưa xài hay sao đó các anh. Đây các anh thấy bên trong răng lợi nè vẫn còn đẹp nguyên này ha. Đó, đây các anh thấy không? Còn rất là ok ha. Con này tổng chiều dài của nó sẽ là 21 cm, mã 17, giá là 380.000 nha các anh, 17 380.000 ạ. Và mã số 18 là một con kìm cắt, dòng này là kìm cắt của nhà Fujiya nha các anh, con này là một con kìm cắt của nhà Fujiya ha. Đó, thì như các anh thấy là về phần ngoại hình lưỡi cắt là vẫn còn ok nè, đó khít để mình có thể làm việc và sử dụng đây, anh thấy không? Đó, phần lưỡi của nó ha. À, tay cầm thì nó được bọc lên hết lên trên cái phần cán luôn rồi. Tổng chiều dài của nó là 16,5 cm, mã số 18. Con này giá là 180.000 giúp em ạ, 18 180.000. Và mã số 19 là một con khóa 4 số đến từ nhà Sunkey ha. Thông số con này là 13, 14, 15 và 17. Các anh thấy là các cái bề mặt của nó là dày dặn, ngon lành cành đào. Đây là các cái phần đầu của nó, đây các anh thấy không? Đó, cực kỳ là ok ha. Đó, đây. Đó. Con này thì các anh có thể xoay tự động và cái đầu lắt léo được. Với cái cơ chế lắt léo này á, thì khi mà các anh làm việc trong ngóc ngách thì nó đều có thể xử lý được ha. Tổng chiều dài của mã này sẽ là gần 20 cm, 19,5 cm. Mã số 19 giúp em, con này giá là 400.000 nha các anh, 19 400.000 ạ. Dạ 20 là một con kéo cắt thực phẩm, dòng này là kéo cắt thực phẩm của nhà Daewoo giúp em ha. Thì đây là một cái thương hiệu của Nhật giúp em, con này các anh có thể cắt thực phẩm, cắt gà vịt đều được, và cái thành phần của nó là inox thép không rỉ nên là các anh rất là dễ vệ sinh luôn ha, an toàn thực phẩm. Các cái đầu ở đây nó sẽ có những cái răng cưa ở đây nè, đó khi mà các anh cắt nó sẽ có cái độ cấu, các anh cắt gà vịt và thực phẩm nó sẽ không có bị giăng ha. Cái chỗ này là cái chỗ để kẹp càng cua này các anh đó. Tổng chiều dài của mã này sẽ là 20,5 cm, với phần lưỡi con này là 7 cm giúp em ha. Lưỡi con này là 7 cm, mã 20 ha, mã 20. Con này giá của nó là 300.000 giúp em ạ, 20 300.000. Và mã số 21 là một con mỏ lết top của Nhật Bản. Con này là mỏ lết chất thép đen ha, size lớn. Size con này là 25 cm với độ mở ngàm là 3.6 cm, tương đương là 36 mm, hàng của Nhật nha các anh. Thì đây như các anh thấy là về phần ngoại hình này, ngay các cái phần ngàm miệng của nó là vẫn còn đẹp ha, không có bị gọi là không có bị sứt mẻ gì hết các anh. Đó, ngon lành cành đào. Đây các anh coi những cái đây ngàm miệng bên trong của nó này, rất là ok ha. Đó, hoạt động êm mượt trên từng đường trượt, không bị rơ lắc. Con này mã số 21 giúp em, 21, giá của nó là 450.000 nha các anh, 21 450.000. Dạ 22 là một con mỏ lết của nhà Sankey giúp em ha. Đây là một con mỏ lết của Sankey, dòng này thì nó dài 20 cm ha, 20 cm. Ngàm con này thì nó tầm khoảng là khoảng tầm 2,8 3 cm đó các anh. Đây, ngàm miệng là vẫn còn ok để các anh có thể làm việc và sử dụng. Ở ngoài nó sẽ được bọc một lớp chrome giúp cho cái con này nó hạn chế rỉ sét ha. Đó, con này mã số 22, giá của nó là 200.000 nha các anh, 22 200.000.
Và mã số 23 là một bộ combo. Bộ này là full hộp luôn, hàng của Nhật. Ngoài ra thì nó sẽ còn có những cái đây, những cái phiếu nè, rồi những cái thước để các anh có thể mình dễ làm. Đây cái phần thước của nó ha. Còn đây là sẽ gồm hai cây combo. Một cây thì nó sẽ thiết kế để các anh có thể mình vẽ ở trên giấy được, đây mũi chì nè. Còn một cây này với cái chân kim loại thì các anh sẽ vẽ trên sắt, trên kim loại, vẽ cơ khí ha. Ở đây nó có một cái hộp chì ra cho các anh, một hộp ngòi ở đây, nó sẽ gồm thêm ba cái ngòi nữa, ba cái ngòi chì để các anh có thể vẽ ha. Đó. Thì bộ này là một cái gọi là còn rất là mới ha, bộ này còn rất là mới, ngon lành cành đào xịn sò giúp em này. Đó. Tổng chiều dài của bộ này khoảng tầm là 12 sen giúp em ha, 12 sen, mã số 23. Bộ này giá của nó là 180.000 nha các anh, 23 180.000 ạ. Dạ 24 là một con chuyển gấp ha, một cái con vít chuyển gấp. Cái dòng này thì nó của nhà Sunflag á các anh. Ở đây thường nó sẽ có in này, các anh thấy không? Nó in này, hầu như cái con nó bị mờ, chữ đáng mấy chỗ này là chữ Made in Japan nè. Do nó bị mờ đó các anh. Đó. À, con này thì cực kỳ khỏe tại vì nó đến từ một cái thương hiệu gọi là nổi tiếng luôn rồi. Đó, các cái phần tay cầm để các anh làm rồi đều còn rất là chỉnh chu luôn. Đây, các cái phần ốc đai của nó đây hai các anh. Đó, con này thì đầu của nó sẽ gắn mũi vít là 6 ly 3 nha các anh. Đó, nó sẽ gắn cái đầu mũi vít là 6 ly 3 lục giác, rất là dễ xài. À, tổng chiều dài của mã này thì tầm khoảng, nếu mà tính cái phần thân này không á, thì khoảng là 16, còn nếu mà đo từ đỉnh đi hết xuống hết thì khoảng tầm là 19 sen. Mã số 24 giúp em ha, 24. Con vít chuyển gấp, giá của nó là 380.000 nha các anh, 24 380.000. Dạ 25 là một bộ đa năng. Bộ này là hàng của Nhật giúp em ha, stainless thép không rỉ, và bộ này còn rất là mới nha các anh, rất là mới. Nó sẽ có full hai cái tool gọi là tool quan trọng luôn, như dao nè. Đây có muỗng nè, có lĩa dao ha. Và đây toàn là các cái tool căn bản để các anh có thể gọi là đi rừng, đi chơi, đi phục sinh tồn, hoặc là dùng để mình đi ăn, đi các kiểu đều được luôn. Đó, nĩa nè, dao nè, muỗng nè, cưa. Đây là dạng cưa, đây là dạng khui ha, mấy cái đồ khui đồ nè, các anh thấy không? Đó, bên đây sẽ là kim khâu này, đồ dũa và cái đồ để remove nó ra. Và cái chỗ này thì nó sẽ là đồ treo, để các anh có thể khi mà mình mang đi đó các anh, hoặc là mình di chuyển, mình cũng đều có thể là sử dụng nó. Mình treo lên được, mình treo vô các đai hoặc để ba lô, cái kiểu để mắc chìa khóa đều được luôn. Và các cái phần tay cầm sừng đồ của nó nè, cái phần tay cầm đồ của nó rất là ok nè, thép thép là ngon hết. Con này mã số 25 giúp em ha, 25, giá của nó là 350.000 ạ, 25 350.000. Dạ rồi, thì em đã lên tổng cộng là 25 mã sản phẩm, thì bao gồm rất là nhiều các cái mã ha. Thì anh nào ưng mã nào thì chốt mã đó giúp em. Em xin cảm ơn tất cả các anh, hẹn gặp lại các anh ở clip sau ạ.